hai chảo bài hôm nay shop xe đạp Hân My tiến hành lên con chát 7, chát 7 nha các anh chị nha. Đi full rub Shimano 105, rub điện 105. Đây rub điện nó dày nha các bạn nha. Đó, rub điện 105 full rub nha các bạn nha. Anh bấm là bấm xuống cho người ta biết dây điện này nó đi bằng dây điện nha các bạn nha. Còn chưa đó. Cùi đề, cùi đĩa thì kết nối dây điện, còn tay đề là kết nối Bluetooth nha các bạn nha. Rồi. Đó, gạt clip nè. Đó, xuống lên. Đây là rút 105 điện nha các bạn nha. Hàng hộp. Đang ráp cho xe chát 7 nha các bạn nha. Con này chát 7 đi cặp bánh ri sinh tinh. Giá dự kiến dưới 62 triệu. Khi nào lên, khi nào ráp xong em sẽ quay cho các bạn xem.